biết niệm Di Đà. Ừ, mà em biết niệm 6 chữ Di Đà, biết niệm là như thế nào không? Em giữ giới mới là biết niệm. Ừ, giữ giới là biết niệm đó. Dình với lực, thầy nói rõ ràng em. Dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành không mất. Phật Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hẳn ngờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Là hết năm thìn, em tính tới năm, tới năm gì? Hả? Ừ. Quả thìn này hình tỷ loạn thông vậy đó phải không? Thìn tỷ, đinh tỷ sấm nổ thình lình. Dạ. Nhân dân sao xiết nước mình có vua. Dạ. Thì hết. Ông bà thớ nói gì? Ừ. Vua là vua Minh Dương xuất hiện. Vua Minh Dương xuất miệng. Dạ thầy cũng nói mà. Ừ. Thầy cũng nói mà. Vua Minh là gửi nước cống là gửi vua Minh Cây Vàng có nói. Dạ. Thầy nói chứ mình nói. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay hội đủ nhân viên, các chúng con có đến nhà của bà Năm. Trước tiên là viếng sức khỏe của bà Năm, sau là cũng chia sẻ về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo để cho mọi người biết để tu hành. Thì kính thưa bà Năm, thì cho chúng con hỏi giảng của Đức Thầy là biến chuyển thiên cơ gấp gấp, thì như thế nào mà gọi là gấp bà Năm? Thờ bộ lúc này nó siết lắm rồi sao mà kêu tu hành gấp bà Năm, xin bà Năm diễn giải dùm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay mấy chú đến đây hỏi, tôi cũng xin trả lời rằng việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy gắng tu hành vì thời đại này không còn chờ đợi kịp nữa. Hồi đời xưa tới giờ thầy ra mấy chục năm rồi mà thầy vắng mặt cũng nhiều năm rồi, nên thành thử thầy biểu mình tu cho kịp để đến tội rồi ăn năn không còn kịp nữa. Để sau sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn, thử ra thầy biểu mình tu cho gấp đặng kịp hội long qua, đặng tâm mình được phủi sạch. Vì thầy nói đó, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi là chờ cho mình phủi hết cái tâm phàm của mình. Tâm không của Phật có thì quỷ ma, mình thử ra thầy biểu mình tu cho gấp. Đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Khuyên chúng sanh phía sớm chuyên cần tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Anh em muốn tu gấp thì anh em gán về lo công phu niệm Phật, lo hạ thủ công phu một cách chín chắn. Vì nếu không chín chắn chỉ luống công thôi, dốt cuộc sanh tử, phần sanh tử không thoát ly ra được. Lời thầy có dạy là câu niệm nhiều nổi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc dạng toàn dân, chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc đó niệm cho lấy có. Mình thử ra mình hạ thủ công phu cho ngon lành, chớ để mình cúng lại và niệm Phật lấy có lây quay một mình, rồi mình không phủi hết tham sân si thì mình sẽ rơi vào địa ngục, sẽ khổ, rất là khổ anh em ơi. Vì thầy có dạy tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mà ngao du thiên đường. Hay là thầy có nói nữa, thầy nói phiên chúng sanh phía sớm chuyên cần tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Thầy dạy mình tu rất nhiều, một chánh định, một câu niệm Phật thiết tha nhiều nỗi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc dạng toàn dân, chứ nên làm bướng làm càng, trong lúc đó niệm cho lấy có. Tất nhiên mình cúng lại sáng chiều mà mình niệm lấy có, thì Phật có dạy mình á, ông sư giải ông dạy đạo nào do thí bạc mà thành, giống bồ đề cầu ở tâm thanh. Nhờ cái chỗ mà mình cúng lại, mình hạ thủ công phu đó anh em, mình mới được là thoát khỏi sanh tử luân hồi, nhờ cái chỗ mình thanh tịnh đó. Vì Đức Phật cũng có dạy mình ra pháp môn tịnh độ này là để rước các bậc thượng căn thắng sĩ, chứ hạ căn không vào pháp môn ấy được. Giờ mình phải hạ thủ công phu cho ngon lành, vì sấm nổ gian thinh thì e bá tánh năng năng đã muộn, mà sấm nổ không còn bao xa nữa anh em. Gán lo tu hiền. Hồi đời xưa đó anh em biết không, Đức Thích Ca ngài đẻ ra bảy bước bảy bông sen, mà ngài còn phải ngồi khổ hạnh 6 năm. Thầy Đức Thích Ca mới thành đạo, ngài mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, còn mình giờ là chúng sanh. Mà nếu anh em mà chỉ là cúng sáng cúng chiều rồi đi đứng nằm ngồi niệm Phật như vậy là nó chỉ lấy có không à anh em. Vì tâm của mình á, nó còn tam bành lục tặc, nó đeo dữ lắm. Khi mình niệm Phật, khi mình cúng lại, mình không trụ được thì nó phóng nhảy lia lịa hết. Mà trong khi phóng nhảy đó là anh em nên nhớ kỹ là không có đức, vì cúng lấy có rồi.
càng tu càng tội, không tu không tội là bị cái chỗ mình cúng lại mà nó phóng quá phóng rồi. Thầy nói đó, mã song phi diễn vọng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài mới cạn tỏ. Rồi Đức Phật Thầy Tây An đó, mấy anh em biết không, Ngài mới đẻ ra có mấy tuổi à, mà Ngài đi góp lúa ruộng với mẹ đó, mà người ta nghèo quá, người ta xin hai ba giả. Vì ông cả bắt lường lại, rồi mất lúa, rồi ông cả mới đè bà, ông cả bắt lỗi, rồi ông cả kêu bà nằm xuống, ông cả quánh, bà khóc. Rồi Đức Phật Thầy Tây An Ngài mới nói, thôi mẹ đừng khóc nữa, để con chịu thế cho. Thì ông nhựa trường lên mình mẹ, ông nằm ình đó, thì ông cả đánh hai ba roi. Trên thinh không người ta bắt tội, người ta nói hay cho thầy cai dám quánh con trời, mượn bụng sanh đẻ nói đời nhà nam. Thành thử coi có mấy cây roi đó mà ông cả phải bị học máu, chết liền tại chỗ. Rồi em của ông cả mới đến bắt lỗi bà là tại sao thuốc anh tôi chết, thành thử ra mới đuổi ra khỏi mình không. Rồi hai mẹ con mới còn chút đỉnh tiền bạc trong mình đó, mua cái xuồng rồi đẻo miếng tre bơi lần lần lên. Mà anh em biết không, Ngài bơi chứ Ngài cũng có một bộ đồ, mà bà cũng có một bộ đồ, không có ai vô nhà lấy được món gì cả. Thành thử ra đi ra mua chầu bán, mà ông cả ông thầy không có bán. Thầy lo đi đỡ nâng người ta đẻ đi chôn tiếp này kia nọ, tới chừng chầu héo hết trơn. Rồi thầy mới đi vô tới xà tón, thầy mới cầm dầm đó, cột cái chuồng đó, đi lên bờ, đi thẳng lên núi Tà Lơn. Đi thẳng lên núi Tà Lơn thì đi dọc đường mẹ bệnh, mẹ gung quá gung rồi. Rồi ông mới lột quần áo của ông cho bà bận, để mà cho bà đừng lạnh nữa. Nhưng mà đâu có được anh em, bà chết luôn. Bà chết luôn, Đức Phật Thầy khóc dữ lắm, mà mới có 13 tuổi anh em ơi. Khóc dữ lắm, rồi cọp mới ra mới móc lỗ chôn. Rồi từ ngày đó là ngày băng lên tới núi Tà Lơn là ở 13 năm. 13 năm mà anh em biết không, không nhà, không cửa, không quần, không áo, không mùng, không mền, không gạo, cơm gì hết trơn. Bẻ cây chòi, cầm cái chòi ở đó đó. Bằng ngày thì đi ra kiếm trái cây đồ ăn, nhưng mà vẫn có khỉ đồ đem đưa cho Ngài ăn quả chín đàng hoàng. Nhưng mà Ngài chịu đó 13 năm là không có quần áo, không có mùng mền, không có gì chứ. Chỉ ở trong cái liều gách đó đó, rồi lo niệm Phật. Niệm Phật sao không biết, mà Ngài, tại vì Ngài là Phật đâu thấy suốt mà. Mới đẻ ra là bị ông cả đánh, là ông cả bị bắt lỗi là bắt chết luôn. Rồi khi mà Ngài niệm Phật quá nhiều sao không biết, mà thấu lên tới tay Phật Tổ kêu người đi xuống. Phật bà mới nói để con đi xuống cho. Phật bà Quan Âm Nam Hải xuống. Xuống giả ra người đàn bà hỏi tôi, huynh ơi bây giờ chùa tôi có tu của mình nên buồn lắm, huynh đi lợi đó tu của tôi đi. Ông không chịu, ông nói chết tôi chịu tu hùng vốn không. Thành thử ra ông không chịu, ông ở đó ông lo niệm Phật suốt. Mà anh em coi, người ta đẻ ra ta đặt Phật sẵn rồi đó, mà người ta còn phải ngồi chủ, ta phải tịnh niệm tới 13 năm. Phật bà xuống thử không được. Bà mới về, bà về nói Phật Tổ rằng bây giờ con thuyết phục nó không được rồi, xin Phật cứu độ nó làm sao đó, Phật cứu đi chứ con không biết. Cái mấy sai xuống nói giờ biểu nó về, nó không về thì cho nó chút phép đi, cho nó ở lại nó làm gì. Cái Phật bà nói nó ở lại nó đòi phiên người ta tu vì người ta quá khổ. Rồi cái Phật bà mới xuống lần nữa hỏi giờ nhà ngư có chịu về không. Nói dạ con không về, con chết con ở đây cho chúng sanh bớt khổ, cứu được người nào thì nhờ người nấy, vì một người nhất nhân đắc đạo của quyền thân nên con muốn ở lại để cứu độ người ta chứ để khổ quá anh em. Cô bác ơi, Phật có thương con thì cho con ở lại độ đi, chừng nào con mãn số cho con về, chứ bây giờ con đi ngang gì dọc thì tội nghiệp chân chúng quá. Rồi bà mới nói vậy thì thôi nhà ngư đứng dậy, giờ nhà ngư muốn đi đâu độ người ta. Nói dạ con đi đâu con đi, chứ bây giờ đường rộng mênh mông mà con đâu biết xứ biết sở gì mà con nói, thì giờ con muốn đi đâu đi. Cái bà mới nói thôi nhà ngư ra đây. Cái ông không dám ra, ông nói thưa bà con ra không được. Nói nhà ngư ra không được sao, nhà ngư đòi độ người ta được thì đi ra đây đi, ta cho ngư chiếc áo nè. Cái ổng mới nghe lời, ổng đứng dậy, ổng đi ra thì bà quạt cái thì cái áo mặc vô mình Ngài. Rồi bà mới cho Ngài ít món phép gì đó. Quạt bà cái, quạt Đức Thầy cái nữa thì Đức Phật Thầy Tây An ra tới núi Sam. Ra tới núi Sam thì cứu cái con chim mà nó chết. Ổng đem về đó rồi ổng đi hái lá cây, ổng nhổ vô cho nó sống nhăn. Sống nhăn rồi bắt đầu người ta mới đồn bừng 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 tới mà Ngài mới đi độ mà em biết. Ngài đi về tới...
ngày đi về tới xứ của ngài kêu kêu bằng gì ta, cái chùa Đức Phật Thầy Kê An kêu bằng gì không biết, Thái Sơn chùa dưới đó, kêu chùa gì, kêu chùa gì quên tuốt à. Có cái cây ngã ngang cái sông, người ta đậu một cái nha, xuồng đậu lớp 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 bên này bên kia, biết bao nhiêu người kéo lên mà kéo không có được. Thành thử ra ngài mới nói nè, thôi mấy anh kéo mệt rồi, mấy anh lên nghỉ đi để tôi kéo tiếp hộ cho. Rồi ngài mới đứng trên bờ, nhưng mà vì quá mệt rồi không có ai mà để theo dõi ngài chân. Ngài mới đưa hai tay lên, ngài ra nè kéo vô, thì bắt đầu cái chiếp lợi. Rồi ngài đi về ở, kêu bằng Tòng Sơn cổ tích ông bà. Rồi ngài mới đi về, cái cây nó mới xiếp lại rồi ngài bỏ đi nữa. Nhưng mà ngài đi đến đâu ngài cứu đến đó nghe, cái con chó chết sình mà lôi lên. Bị ông sư trong chùa, ông thưa, ông nói giờ có người này lạ mặt đến đốt gác ở kế chùa tôi hoài, tôi sợ cháy mà đuổi người ta đi, xin nhờ chính quyền giải quyết. Thì ổng vừa nói vậy chính quyền chưa tới thì ổng cứu con chó sống rồi. Ông từ ổng lại thôi là lại. Rồi từ ngày đó mà ngài bơi cái chiếc xuồng bằng ngài đi suốt 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 là không biết bao nhiêu năm ngài vắng mặt cái đó tôi không có đọc tới được. Nhưng mà tôi nói anh em nghe nè, người ta là Phật sẵn. Người ta không tu, người ta chết, người ta cũng về trời. Nhưng mà vì sứ mạng thiêng liêng, vì cái tình thương bác ái đại đồng của nhà Phật, thương xót chúng sanh hết trơn, thấy chúng sanh lâm vào cảnh khổ, em nghe thầy nói không? Chừng nào thế gian mà khỏi chốn mê tân thì ta mới an vui cực lạc. Mình bây giờ mình còn ở dưới này đông đảo như thế này, thầy không có yên đâu. Tâm Đức Phật nào đâu có rảnh. Thầy vẫn nhớ chúng sanh suốt, thành thử ra mình giờ gán tu hiền mấy em ơi. Mình là chúng sanh mà mình không tu, mình không tịnh độ là mình đã phụ rồi đó. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, kháng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Gán về nghe lời tôi đi, hạ thủ công phu một cách chín chắn. Nếu không chín chắn chỉ luống công thôi, mà em hạ thủ công phu lâu ngày nghe. Mấy em có đức nè, mà lại có hạnh nữa, mà lại được Phật độ nữa nghe mấy em. Mấy em ơi, thần thông phép Phật tới muôn nghìn lặn cội lành nắm chặt ắt mình thảnh thơi. Dù mấy em như thế nào mà mấy em lo cúng lại niệm Phật rồi mấy em ra đi. Có bốn vị thần linh thường thường bảo hộ bên mình mộ khang. Mình gán niệm Phật, gán hạ thủ công phu cho ngon lành. Đặng mà mình về xứ, mình không về xứ đi chăng nữa, mấy anh em mà nghe lời tôi hen, nghe lời thầy dạy hen, hạ thủ công phu ngon lành, đi ra đường biết thương người mến vật, về nhà phải cử sát sanh trọn vẹn. Muốn cái chết ăn được rồi mấy em, nó cũng no vậy. Người ta ăn chay trường mà người ta còn sống được, chẳng lẽ mấy em ăn cá chết mấy em không sống sao? Mình hy sinh đi mấy em, nếu không có chí hy sinh thì người chẳng dễ gì thành Phật đâu mấy em ơi. Gán lo màn lớp này còn có kỳ chót hả mấy em? Không còn kịp nữa đâu, bây giờ mình gán tu, dù cho nữa mình chết đi chăng nữa ha. Mà mình không có về thiên đàng, mình gớt xuống địa ngục cũng được Đức Vua nhắc ghế mời ngồi. Là vì Đức Phật dạy đó, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mà ngao du thiên đường. Hay là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Nếu mấy em làm y lời Phật, làm y lời của giáo pháp của Đức Thầy mình đã dạy, mà mấy em gớt mà xa địa ngục bị hành tội để tôi chịu thế cho. Nói thiệt luôn đó, gán hành y nha. Thầy nói sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyện dắt đến cảnh Long Hoa. Mà Đức Diêm Chúa cũng có hẹn mà. Mà em biết không, khi mà em niệm Phật em cúng lại, mà em hạ thủ công phu ngon lành chín chắn rồi đó em, nguyện tiếng chuông lành thông các cõi thiết di địa ngục cũng nghe gành. Là Đức Diêm Chúa cũng nghe câu nguyện của mình đó mấy em. Thầy không bỏ. Con kính thưa bà Năm, cũng cảm ơn bà Năm vừa qua cũng chia sẻ thật là nhiệt tình về đạo đức cho bà con tu hành. Vậy con xin hỏi bà Năm là lúc trong cái giảng của ông Thầy Tây An đó, có tiên tri một câu là sau này sẽ có một con ngựa hai chân xuất hiện để cứu bá tánh, vậy cái mẫu chuyện đó có thiệt không bà Năm? Có thiệt mà không phải con ngựa đâu em. Vậy là cái gì bà Năm? Năm Chèo nói vậy. Dạ. Là đế vương cởi ngựa lên đường, lao sao bá tánh xem tường con mã lòng. Làm Năm Chèo đó. Sau này ổng xuất hiện rồi nghe mấy em. Không phải ổng ăn một nước mình đâu, ổng ăn tới 18 nước, người nào hung bị ổng nuốt hết à. Nhưng mà cái số đó là người ta là em biết không, mình là chúng sanh, thầy là Phật, người ta chỉ cúi đầu với những người
chúng ta không có cứu. Nói nè, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến chỗ kẻ hiền. Mình phải biết cúng lại và phải biết ăn tương và phải biết cử sát sanh để mình trợ trưởng cho cái tâm của mình mau trở lại theo thầy tổ. Mấy em ơi, mấy em tu sao mà được như lời thầy dạy, thầy nói tu cầu Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Còn ông ba thì ổng nói ngày nào Phật quá tánh tình đâu có, ổng nói ổng nói gắn thấy tánh đừng lòng sao lãng, tu sao lìa đời hẳn phế vong, hiểu đại thừa thấy đặng tâm thông, phải cung kính hết lòng cầu học. Mình lo học giảng học kinh đặng mình để dành mai sau. Thầy giảng kinh tụng niệm đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau đó mấy em. Dạ thì bà Năm ơi, hôm nay sắp tới là cũng là ngày lễ của ông bà Thớ mùng chín. Dạ thì bà Năm cũng có thể nói một hai cái lịch sử hay là đoạn giảng của ông ba bà Năm. Ông ba gì không thuộc nhiều, chỉ thuộc lỡ gọi. Thì có một đoạn thì con cũng xin nhắc lại, đó là ông ba ông nói là nghèo quá thì sắm xuồng, giàu sắm ghe, trời cho nước lớn chèo ghe lên dòng. Con có ý nghĩa gì không bà Năm? Không có con. Lời Phật dạy mà không có cho được. Cái lời nói mà ông ba ông nói nghèo sắm xuồng, giàu sắm ghe, chờ cho nước lớn chạy te lên lên dòng, là bên này thầy nói sao đến việc sơn băng thủy kiệt, thầy thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt gưng gưng cảnh áo não kể sao cho xiết, là lời thầy mình nói sau này nước cạn rồi cưng, sắm chuồng sắm ghe để dành chứ đâu có đi được, đâu có đi được, đâu có đi được cưng. Tại vì thầy nói sao đến việc sơn băng kiệt thủy rồi, mà em nghe ông ba ông nói câu nói này nè, ông nói thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều nam mô, thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống nam mô đạo nào. Rồi em nghe lời thầy mình dạy không, 5 năm 6 tháng cơ thì hàng thử, 7 niên hòa địa nhân hiền thủ, đó là nói cái đời tới. Còn bây giờ mình còn tu kịp nghe anh em, bây giờ em niệm Phật em cúng lại được một ngày thì em khỏi xa địa ngục được một ngày, cái đó là tôi hiểu nhiều tôi nói nhiều, chứ tôi không dám nói như anh em kia. Người ta nói tu một ngày xa địa ngục 5 tháng gì đó, tôi không dám nói như vậy. Tại vì anh em biết không, mình ở trên thế gian này anh em nên nhớ kỹ nè, đi cũng tội, đứng cũng tội, nằm cũng tội, ngồi cũng tội, anh em tin tội không? Mình đi mình đạp trụng ghế anh em đâu biết được, là cũng cái tội. Rồi mình nằm ngủ anh em nên nhớ kỹ nè, vợ chồng ai cũng vậy, nếu có vợ chồng nên hạn chế lại những người là những ngày lễ, lễ như lễ ông ba, lễ Phật thầy Tây An, lễ Đức Huỳnh giáo chủ, rồi những cái ngày mà gầm lớn vợ chồng không giao hợp, nếu giao hợp thì cái đó là ngủ là tội rồi anh em à, ngủ là tội đó. Đi cũng tội, đứng cũng tội, đứng mình đứng không có lễ nghĩa nè, nằm cũng tội, ngồi cũng tội. Mấy anh em biết ngồi sao tội không? Mình ngồi mình ăn thí đại đâu có tính cái chuyện là nhân quả báo ứng gì đâu, mình thử ra mình ngồi cũng tội là đó. Rồi từ cái chỗ mà mình sợ tội lỗi, mình có thiện căn, thầy dạy mình có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, con lành mau lại Phật đường cùng thầy cộng hưởng một giường từ bi. Đó là mình lo kính thờ trời Phật và mình lo cúng lại niệm Phật. Ông ba ông nói nghe em, ông nói một tội phế diệt mai chiều đó, em tu mà em hạ thủ công phu ngon lành thì em có đức, thầy dạy đó. Thương trần ta cũng gán thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Mà mấy em cúng lại lấy có, không bao đời có đức đâu mấy em. Mấy em nghe lời tôi, mấy em cúng lại hạ thủ công phu ngon lành, sáng một thời nhịn nửa tiếng hồ đi, rồi em lo cúng lại. Thí dụ tử thần đến rồi mẹ em đâu có biểu người ta đợi đâu, khuyên người ông Phật nói than niệm Phật than gần chưa rảnh, lúc bắt hồn mắt diệt cũng phải đi rồi mấy em. Thử ra mình nhân vài phút mình lo tu. Em ơi, mấy em ơi, có thân gắng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp nghe mấy em. Tu lâu mà chẳng chùa lao thua người, mới sớm bước vào siêng năng. Mấy em lo cúng lại niệm Phật, mấy em hạ thủ công phu ngon lành, mấy em chết xuống dưới được đức vua nhắc ghế mời ngồi, nếu mình không giải thoát được. Còn nếu mình giải thoát được là tu, nó thiệt với mấy em, người nào mà giải thoát được trước khi chết
cho tôi hay đi. Nếu gần tôi mới dám đi, còn xa bệnh gì tôi không dám đi nghe mấy em. Nhưng mà dở mặt ra tôi biết người đó có niệm Phật hay là không. Nó thiệt luôn. Như thế nào biết được bà Tâm xin bà cũng nói giùm. Thì tôi cũng chỉ cho mấy em luôn. Cái người mà người ta niệm Phật á, Đức Di Đà ngài có phát lời 48 lời thệ nguyện, nhưng mà tôi chỉ nói cái lời thệ nguyện chót thôi. Đức Di Đà ngài nói nè: chúng sanh nào lúc lâm chung nhớ đến ta từ một niệm đến mười niệm, ta sẽ cứu ngải về cõi Tây Phương Cực Lạc. Không cứu ngải ta thề không ở ngôi chánh giác. Mấy em nên nhớ mình ngày ngày mình tập suốt suốt, và mình phải giữ giới lực nghe anh em. Thầy nói đó, gìn giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành không mất. Nó thử ra mình bằng ngày thường ngày mình lo mình giữ giới, lo niệm Phật cúng lại, lo hạ thủ công phu, rồi tới lúc lâm chung mình nhớ. Đức Di Đà ngài nói nè: chúng sanh nào lúc lâm chung nhớ đến ta từ một niệm đến mười niệm, ta sẽ cứu ngải về cõi Tây Phương Cực Lạc. Không cứu ngải ta thề không ở ngôi chánh giác. Mà mấy em nên nhớ kỹ, cái nguyện lực của cái người sắp chết nó lớn dữ lắm. Mấy em mà niệm được đó hen, là tôi nói thiệt mấy em, cái người nào mà niệm được người ta biết ngày chết luôn đó. Khi người ta niệm được rồi á, để ta trên chỗ nằm, nhưng mà ta ngồi con vợ gì cũng biểu gán niệm Phật tiếp tôi. Không ai có quyền khóc, nếu khóc là bất hiếu, là nhờ chỗ đó người ta đưa mình lên nữa, rồi mình lo mình niệm Phật nữa, không ai khóc lóc mình không có nắm níu được. Nên thành thử ra mình dễ giảng sanh lắm. Mà mấy em biết cái người mà ta giảng sanh được đó, người ta niệm Phật được á, mấy em dở mặt ta lúc nào hai cái này nó cũng hồng hào chứ. Nó hồng hào lắm. Nó dịu hoạt à, cái xác chết người rất là dịu hoạt. Mà lại hai cái gò má này nó hồng hào, mấy em dở lúc nào cũng thấy hồng hào chứ. Là người đó ta niệm Phật được đó. Là tại vì mấy em biết không, mình mà thuộc được sáu chữ Di Đà cũng là phước lớn rồi mấy em ơi. Thầy nói gán lo luyện phép học tài, Phật trời phân định mặt mày mới sinh. Mà em biết phép tài đâu giờ có. Chỉ có sáu chữ Di Đà và có cái tài của mình là mấy em biết sao không? Thầy nói gì nè. Thầy nói á, mãn lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo gèn đúc trí tài hiền lương. Ai đến chữ mình nhịn suốt, nhịn suốt đó là mình gèn được chữ tài đó em. Còn chữ phép đó là thầy nói nè: lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời đó. Mấy em thấy cái sáu chữ Di Đà nó mạnh. Nó mạnh cái chỗ là ông Phật ông nói ngày nào Phật quá tánh tình lưới mê, chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Rồi thầy còn nói câu nói khác nữa, thầy nói: chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Cái đó phải phép không mấy em? Tôi nói thiệt mấy em, nghe người ta kể lại, mấy ông đó ổng đi mà ổng đạp chế mình mà cơm ổng văng hết trơn, cái nón ổng bay luôn mà ổng vẫn còn sống. Còn Đức Phật Thầy Tây An em biết, bỏ trong cái lồng sắt á mà niêm lợi thảy xuống sông neo nước, 7 ngày kéo lên ngài vẫn còn sống văng. Còn Phật Bà Quan Âm Nam Hải, thầy bị nói là đố ai dám giật cái cồn Hà Tiên đó, là mấy em biết bà bị vua cha chém đầu, cột trói đàng hoàng để xuống, quân sĩ nó cầm đao nó chờ sẵn, chờ tới hồi trống thứ ba là nó chém đầu. Nhưng mà chưa đến hồi trống thứ ba, mới hồi trống thứ hai thôi mà cọp lại kêu bằng người nào nấy sợ quá, té ngửa té riêng, cổng bà về tuốt nước mình đấy mấy em. Người tu không chết em ơi, còn người không tu á, ông Phật ổng nói đó nè, mà tu giả dối còn nữa nghe mấy em. Ngục A Tỳ giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Thành thử ra mình gán hạ thủ công phu mới là tu chính chắn nha. Rồi mấy em ra đường, bây giờ còn nữa em. Tôi nói thiệt em, tôi là 30 năm rồi đó. Còn mấy em giờ chưa được 10 năm nữa. Vài năm nữa mấy em thành đạo hết trơn rồi. Cứu mà, Phật nói, cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Thành thử ra người ta độ em vừa cái sống vừa cái chết nữa nghe. Người niệm Phật có bốn vị thần linh thường thường bảo hộ bên mình mộ khang. Mà mấy em niệm mà mấy em luyện được chữ phép chữ tài từ mấy em gì nè, còn sức nè, dễ tịnh niệm lắm. Có năng lực để tịnh niệm lắm. Còn như tôi giờ mấy em ở đuối dữ lắm rồi, niệm được câu nào nhờ câu nấy chứ. À, thì con có được nghe là đức thầy của mình đó có nói với bà Út đó là khi nào mà chết không kịp tôi về đó có là có thiệt không bà Năm? Thầy nói sao không thiệt? Mà mấy em biết về đâu không? Anh em nào mà lợi tôi ha, mà nói vụ chị bữa đó có đãi đồng đạo đó cỡ em này.
tự nhiên cái chòi tôi dưới cặp mé đường mới ghé lại xin miếng nước uống, rồi nói chị ơi chị có cơm làm ơn cho tôi ăn. Rồi tôi mới nói có, mà thấy người ta bận đồ bà Biguma, rồi mình không biết người ta ăn gì, tôi mới dọn cá ra. Cái người ta nói người ta ăn tương, cái tôi mới dọn cơm tương cho người ta ăn. Rồi tôi nói chú ơi, chị ăn cơm tương, chị không có gì ăn hết á, nhưng mà chị cho em ăn tương với chị được không? Nói được, ăn tương rồi, cái ăn cơm rồi, cái nói chị cho tôi ăn bữa cơm, tôi không biết đền ơn chị gì. Thôi bây giờ tôi đền ơn chị nè, tôi cho chị biết, tôi cho chị hay là thầy về. Nói, chú nói thầy về, thầy về ở đâu? Rồi cái ổng nói ở đâu đó. Rồi cái tôi mới nói chú ơi, tôi nói chú đừng buồn nha, mà chú buồn cũng kệ chú, mà chú chữ tôi cũng làm thinh. Chú Phật giáo lộn rồi. Rồi nói sao chị nói kỳ vậy? Tôi không Phật giáo, sao tôi qua đây tôi cúng chùa thầy, tôi cúng nay hai đêm rồi đó, tôi mới về đây nè, mà tôi thấy chị cho tôi một bữa cơm, thành thử ra tôi muốn đền ơn cho chị, tôi cho chị hay đặng cho chị chuẩn bị chị đón thầy. Rồi cái tôi mới nói chú à, thầy dạy mình đó, người nay mà dạng thảo ngay thì là thấy tạng mặt mày người xưa, mình chưa dạng thảo ngay sao mình thấy được. Mà thầy nói chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi, mà mình chưa đầy đủ nghĩa nhân sao thầy dắt lần về ngôi được. Nhưng mà chú nói thầy về nè, tôi nói chú nghe nha, thầy không cho mình vụ đó, thầy biểu mình ráng tu đi đặng nữa. Phật ở đâu mà lại chẳng tìm, nếu ta được chủ tâm thanh tịnh mà chú đòi gặp thầy, mà chú có dạng thảo ngay chưa, mà chú nói chú gặp thầy à, thầy về chú đi tìm. Tôi cho chú biết nha, ông ba nói nè, lầm tà đạo nhân hư bất dụng, chú tu một đời chú mà chú cứ chạy theo như gì hoài là chú lỗi dữ lắm nghe chú. Thầy về chú có công năng, điểm thứ nhất là chú phải làm lành làm hiền, và chú phải hạ thủ công phu ngoan lành chờ ngày gặp mặt Phật, gặp mặt thầy. Điểm thứ hai là chú phải là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Cái tâm chú có phủ sạch chưa mà chú nói thầy về? Chú nói lạng hoạn tội dữ lắm nghe chú. Thầy mình về chú biết ở đâu? Chú nói như vậy là chú là Phật giáo lộn mà chú ơi. Rồi nói sao Phật giáo gặp? Tôi cho chú biết nè, thầy mình nói nè, thầy sau này trở về đấy là chết chôn không kịp thầy mới về. Nhưng mà chú biết thầy về đâu? Thầy nói nè, ở trước cửa không phải là tôi. Tôi nói cho ông bố biết nè, sao hè không tôi, mà người ngồi bộ giạc này mới phải là tôi. Mà bộ giạc đấy em biết giờ ở đâu? Ừ, nó rồi. Nhưng mà tôi nói cho anh em nghe ngăn, sẵn đây tôi nói cho chú nghe, chú về chú chỉnh sửa lại. Chú tương bao lâu rồi? Không học kinh học giảng hay gì, không hiểu lý chứ nữa. Thầy về ngay chân năm chèo đó nghe chú biết nha. Thầy nói đó, thầy nói đế dương cởi ngựa lên đường, lao sao bá tánh xem tường con mã. Thầy về đó, về đó chú gắng tu đi. Thầy nói nè, các nơi tiên trưởng đâu đâu lư bồng hội hiệp, đồng chầu thánh dương. Lư bồng là ở tại núi Âm Cấm, sao mọc lên cái đền đài và cái ngai vàng rất là lộ vẻ nguy nga. Sao thầy về đó, Phật tổ cũng về đó, ông ba cũng về đó. Nhưng mà trước tiên á, thầy chưa về đó, nhưng mà thầy về ở tại ông Năm Chèo đó nghe, cho chú biết. Thầy nói câu nói đó, thầy nói là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau đến việc thảm sầu thiết ta, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nó nuốt mà, người hung đến chừng thú ấy phục tùng, ba gia mới biết người khùng lại. Có phải câu nói đó thầy nói thầy về tại đó không mà? Tôi hỏi chú nhiều thôi, chú dán về chú tu chỉnh lại để không thôi, tội lắm nghe chú. Mình là chúng sanh không có gì đón thiên cơ được, chừng nào mình được lục thông. Thầy nói nè, thầy nhập diệt chứ lục thông không nhập diệt, pháp môn không nhập diệt, đắc đạo không nhập diệt. Thì thầy cho mình ba môn đó rồi, mình gắng tu cho giỏi đi thì sau này là mình sẽ thấy tạng mặt mày người xưa liền. Vì thầy nói người nay mà dạng thảo ngay thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Gắng tu đi, đời bây giờ mấy em ơi, người ta đẻ ra ta thành Phật sẵn rồi, mà người ta còn phải chịu khổ hạnh lao đao lận đận biết bao nhiêu năm tháng ta mới được chứng đắc
ta mới được về trời. Mà mấy em biết không, khi mà người ta được vậy, mấy em thử nghĩ đi, đền đài Thái Tử ngôi còn bỏ, ngài chỉ chọn cái lìa sao được tứ khổ. Đức Thích Ca xưa ở lâu đài nghiệm tứ khổ nên ngài hành đạo. Thành thử ra người ta là Phật sẵn mà người ta còn tịnh độ, người ta còn lo tu hiền cúng lại niệm Phật như thế đó. Thì mình ngày nay cũng vậy mấy em. Ăn mặn cũng chết, ăn tương cũng chết rồi mấy em ơi. Bữa nay anh chết, mời khỏi chết. Dạ thì bà Năm ơi, sớm giờ cũng nghe bà nói cái vụ mà mình cúng lại thanh tịnh đó, mới được Phật cước. Thanh tịnh như thế nào, xin bà Năm diễn giải cái vụ thanh tịnh đó cho bà con ta hiểu luôn. Cái thanh tịnh là tôi nói mấy em nghe này, mình cúng lại sáng chiều bốn hướng đàng hoàng, mình ngồi xuống, mình ngồi xuống, mình xếp bằng, mình nín thở, mình niệm niệm niệm, nín thở niệm, nếu có phóng thì đọc cuối kính cúi đầu rồi mình niệm tiếp, rồi mình đọc Tây Phương Ngũ Niệm bên trên chân Phật hai bài, rồi mình đọc tiếp, mình niệm Phật tiếp, rồi khi mình ra bận thiên mình cũng đọc hai bài gì mình niệm Phật tiếp, rồi mình vô mình thí dụ cái thời cúng mình mà mình thí dụ y như mình đứng dậy mình niệm rồi cái bắt đầu mình niệm Phật, mà phải nín thở nghe, chớ mấy em mà thở ra thở vô mấy em niệm mấy em ngồi mấy tiếng đồng hồ. Hồi đời xưa đó nghe cái ông này, ông tên ông gì mà ông nói với Đức Thầy, lúc đó có Đức Thầy tại chỗ luôn, mấy ông mới hỏi nhau nè, thời cúng mấy anh niệm Phật được bao nhiêu tiếng hồ. Cái mấy ông kia ông nói tôi niệm Phật được 2 tiếng. Cái ông nọ nói nè, tôi niệm Phật tới 2 cây hương, tôi mới nghỉ. Rồi Đức Thầy ra, Đức Thầy mới nói nè, 2 cây hương, 1 cây hương, 1 tiếng hay là 2 tiếng hồ, không quan trọng. Mà quan trọng cái chỗ là mấy ông có đó, định tâm, định tánh được không? Có ghi nhớ 6 chữ Di Đà, đừng có để len lỗi những cái nhớ thiên nhớ địa vô không? Thì mấy anh đó làm thinh cái thầy đi rồi, mấy ông đó nói lại nhau. Nói vậy là mình niệm Phật từ hồi ấy giờ là không có được gì hết trơn trời. Tại vì tôi nói thiệt mấy anh, tôi niệm tôi nhớ dữ lắm. Khi mà tôi cầu nguyện tôi niệm Phật mà ai lại nhà mà hỏi, chị Năm ơi chị có nhà không? Cái tay thì chắp lên trán, cái miệng thì đọc lia lịa, chứ cái bụng nó dở tuổi điên kia rồi. Đó, cái đó là cái phóng đó ngang cân. Cái đó là cái phóng. Mà tôi chỉ mấy em cái không phóng là như vậy. Mấy em niệm Phật rồi mấy em nín thở, nó mắc kẹt cái ngực chỗ này nè, nó nặng suốt, mấy em không khi nào mà phóng nhớ tầm bậy. Tại vì thầy nói á, mã song phi diễn vọng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài cạn tỏ. Nó là nó phóng cái tâm mình như con ngựa vậy. Rồi thầy nói nữa, đoàn lục tặc ta mau xém giết. Rồi ông nói, lũ tam bành trong bụng nó còn đeo, đoàn lục tặc ta mau xém giết. Vì nó đeo trong đó đó là nó nhớ tới thiên nhớ địa dữ lắm. Mà bà cố bà để lại câu nói này nghe mấy em, bà để lại câu nói, bà nói Phật ở đâu mà lại chẳng tìm, nếu ta được chủ tâm thanh tịnh. Đó, chủ tâm thanh tịnh là mấy em ngồi im gu, mấy em đi đứng nằm ngồi mà mấy em sẽ nhớ 6 chữ Di Đà suốt ở trong bụng mình, nó phát ra lỗ tai mình nghe gành gành, là đi đâu mà cái gì cũng không sợ hết, mà không ai chửi mắng mình mà mình lai chuyển hết trơn mấy em. Người ta chửi người ta nói dốc đâu có ích lợi gì, cái đó là mình gàn được cái chữ tài đó nghe mấy em. Mãn lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo gàn đúc trí tài hiền lương. Nhờ chỗ đó đó, chỗ tôi chỉ mấy em luôn, mấy em về, mấy em ơi, không phải mình đi mình được phước đã đành rồi mấy em, nhưng mà phước nó không cứu mình được mấy em à. Ông Lục Tổ nói đó, ông Lục Tổ nói đạo vô vi của Phật ăn cần, đời nay chúng nó lạc chữ tu hiền, lạc lối hữu di rồi. Đạo nào do thí bạc mà thành, giống bồ đề cầu ở tâm thanh. Là cái chỗ tâm mình thanh tịnh, mình lo nín thở, mình lo niệm Phật. Mấy em ơi, ngồi hồi xưa người ta mấy chục năm, mười mấy năm, 4-5 năm mà người ta còn là chịu khó chịu khổ được, còn mình bây giờ là hạng cư sĩ tại gia. Mấy em nên tịnh 2 thời thôi, sáng chiều thôi, mà mấy em được thanh tịnh, Phật cũng cứu mấy em vậy. Vì người ta biên nghe mấy em, ông Phật nói nè, ông Phật ông nói lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian, tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng Dương Trần hung ác đa đoan quá nhiều, ít ai làm hiền lắm mấy em. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên, mà mấy em làm phước thì nó chỉ có phước thôi. Ông Lục Tổ nói nè, người mê muội phước cầu đạo phế,
tu phước điền dối kể đạo màu, thí cũng nhiều phước quả trùng thâu, nhưng ba ác tâm đầu sanh mãi. Tưởng tu phước tội trừ ác cải, sao phước dành tội lại còn sanh mấy em. Mình làm phước, mình bố thí, mình đi thí pháp chỉ là cái phước thôi, mà cái phước không khi nào mấy em giảng sanh được. Cái tu hiền và mình hạ thủ công phu ngon mấy nữa mà hạ thủ công phu mà được tâm pháp, mấy em nhớ cho tôi hay cho tôi mừng. Thiệt á. Dạ bà Năm ơi, thì vừa qua cũng bà Năm cũng đã chia sẻ về pháp môn niệm Phật tịnh tâm, tức là pháp môn tịnh độ. Thì theo như cái chu kỳ của bây giờ đó là lý tâm bây giờ nó cũng đã cạn rồi, cạn kiệt rồi, vậy thì bà Năm cũng có thể diễn giải sấm nổ. Bà Năm sấm nổ chừng nào sấm nổ ra trên đeo có tấm năng năng muộn bà Năm, thì chừng nào mới tới sấm nổ bà Năm, có thể mình minh họa một hai câu cho bà con biết chứ mình chẳng thầy. Minh họa thì minh họa được rồi đó, nhưng mà người ta không cho em ơi. Công an nó nói bà nói hay quá, bữa nào tôi nhốt bà cho bà vô đó, chừng nào sấm nổ thả bà ra. Vậy thôi bây giờ mình có thể là mình mà mình nói về cái tịnh độ đó ha. Chị chi mà tịnh độ đi. Pháp môn tịnh độ thì tôi chỉ biết có nhiều đó thôi. Tôi phiên mấy em về gán cúng lại, gán niệm Phật. Người nào đến tôi cũng phiên dạy, vì sáng chiều mấy em chẳng những ông Phật ổng dạy vậy nè, ổng nói biết rằng con đã hy sinh Phật tiên đâu nỡ quên tình con sao. Đừng chấp việc núi cao gừng thẳm, hay là đường muôn dặm xa trong. Hãy con thể giữ trọn lòng thì đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Thì mấy em tu hoài tới. Trời ơi mấy em ơi, tôi nói mấy em á, tôi cũng gắng tu muốn chết luôn, nói thiệt mấy em á. Mình tu một đời mình đó mấy em, mà mình lỡ dính mắt một cái mấy em chưa có được 3 năm nữa mấy em thành đạo rồi. Được tâm phát bồ đề vững chắc rồi, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt. Mấy em nên nhớ kỹ thầy mình dạy đó mấy em, thầy dạy nè. Có mấy cái căn bệnh mà giống như là người ta nói rồi, ông bà quở này kia quở đó, rồi mình niệm Phật cho chắc cũng không sao hả bà? Niệm Phật thì tật bệnh tiêu tan. Mấy cái tà ma quái đạo nó không như mình được hả bà Năm? Nó đã vô rồi đó con, mình bệnh là vô rồi đó. Vì thầy nói để ma bệnh đeo hờ bén gót, thằng chết kia ôm hót bên mình. Niệm Phật thì tật bệnh tiêu tan, nhưng mà em phải kiếm thuốc uống, rồi em phải thành tâm cầu nguyện niệm Phật. Tội cho mình lúc nào mình nhờ lúc nấy. Vừa uống thuốc vừa niệm Phật các bạn. Vừa uống thuốc vừa niệm Phật vừa cúng lại mấy em. Mình đau nào niệm ác nấy nha. Tại vì thời đại này mấy em nghe thầy nói nè, ông có sư giải à. Ông Ba Thớ nói bính dần đa bệnh lại còn đa binh nữa. Bính dần tật bệnh chiếc bao, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Bính dần nhiều chỗ bơ vơ. Bước qua đinh mão như tơ gối cuồng, năm mèo tháng mẻo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về. Trung ương gồng lộn ê hề thay phơi nghe cưng. Sao đến việc long phi xà dĩ, khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Mình còn nữa nghe mấy em, còn mắc một trận đại phong nữa. Đông Tây Nam Bắc đại đồng lấp thay, chỉ có 6 chữ Di Đà nghe em, mấy em mới cứu mình được thôi. Chứ không bạc tiền không có cái gì mà để cứu mình được bây đâu. Giờ, tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không? Bạc vàng có cứu anh mà được đâu. Trần ơi mấy em ơi, mấy em về mà mấy em lo niệm Phật cúng lại nghe mấy em. Đức Thích Ca ngài thành đạo, ngài đi tới đâu á là ngài thuyết pháp tới đó, đền đại ngài không cần. Còn mình bây giờ mấy em chỉ coi mình có số tiền nhỏ nhỏ để mình đủ ăn đủ sống để lo tu học đi. Mình lo cái đức nhiều đi cưng. Cái đức em là ha, em cúng lại nè, em niệm Phật nè, em có lòng nhân nè, biết thương người mến vật ha. Rồi mẹ em có lòng bố thí thì từ chỗ đó là Phật sẽ cứu mấy em. Mấy em nhớ nè, ông Phật ông dạy nè, dân tiên nào phải con vua, nhờ tâm hiền đức cho chàng kế ngôi. Dân tiên mắc nạn mấy lần ngày sau cũng được ấn gồng trị dân. Con biết đó thì cái đời hào quân này thì nó sắp cạn rồi, thầy cũng có nói mà Năm đúng mà Năm. Thì vậy chứ bây giờ có tu được kịp không Năm? Được kịp, bởi vì chưa sấm nổ. Chưa sấm nổ. Thầy nói chừng nào sấm nổ e bá thánh ăn năn đã muộn. Bây giờ còn kịp cái là mấy em nghe câu nói thầy nói thế. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, mấy em thấy có chưa? Có chưa? Thế giới người ta chết đây mấy em thấy chết chưa? Chết nhóc trơn nước mình nữa đó. Rồi thầy còn nói câu nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt vĩnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Lập đời trở lại rồi còn gì nữa mấy cưng? Chưa xâm nổ, còn tu kịp. Còn tu kịp.
Còn tu kịp, nhưng mấy em phải tu gấp. Phải tu gấp là đi đứng nằm ngồi gán niệm, chừng nào mình niệm hoài, chừng nào mình quên thôi nhớ lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Em mấy em ơi, chữ thề người ta đâu có chữ trong bụng đâu mà Phật còn chê kìa. Mở miệng ra chữ thề, tôi xin việc ấy tội thời thảm đa, chữ thề đéo mẹ đéo cha niệm Phật không dám mà tội xa diêm đình. Mấy em đừng dùng tiếng đó nghe mấy em, chết rồi bỏ, không dùng tiếng đó. Mấy em biết không, thầy nói mình gũi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp mình làm điều báo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giái Phật trời. Mấy em bây giờ còn bình thường, mấy em gán niệm Phật cúng lại đi, để đau như tôi gì mình nằm không có ngồi được đâu niệm. Thằng ơi, thầy cho mình một hạng xuất gia, hai hạng tại gia chi cưng. Trời ơi, mình cứ lo ở nhà tu đi, thời đại này ai cho em. Mẹ em, mấy em lợi chùa mấy em cúng theo thời khắc nha. Mà mấy em cúng rồi mấy em ra mấy em lo mằng này nọ, cái người ta không có nói này nói nọ. Còn mấy em ngồi mấy em tịnh, ta chịu quá. Mà mấy em không tịnh được, tôi đố mấy em mà qua khỏi địa ngục khứa mắt tôi. Tại vì mà mình không phủi sạch cưng, sớm chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi thường hành, như vậy nhớ lời đừng sai. Sớm phia bá tánh cần chi, nghe lời dạy bảo cảnh tiên giữa kề. Thời ơi mấy em có duyên lành hết, gắng trở lại cưng. Có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Con lành mau lại Phật đường, cùng thầy mà cộng hưởng một giường từ bi. Rồi ông nói nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì trí mấy là liễu mai. Gắng lo tu mấy em ơi. Thời đại này còn gì nữa cưng, cưng đọc trong 5 năm coi. Nè thầy nói nè, tôi nói rồi mấy em nhớ nha. Hết thìn rồi lập nhân hoàng hội ra, cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan. Em chuẩn bị cái năm thìn đi. Năm nay năm gì ơi? Ừ, năm nay giận rồi đó. Bác Thành cũng rất là cảm ơn Hồi Năm đã chia sẻ cho Bác Thành. Hồi Năm thấy Hồi Năm mệt quá. Không sao cưng, tôi nói thiệt em, công an bắt tội mình chịu, mình nói cho cô bác người ta tu biết bao nhiêu, biết bao nhiêu anh em mà người ta nói, người ta lên thuyết pháp mấy em có nghe kỹ chứ gì. Không chỉ thẳng vào pháp môn tịnh độ, tôi không chịu để tôi lên thuyết pháp đi, tôi chỉ thẳng vào pháp môn tịnh độ. Đặng anh em về nhà mình ở gàn sáng gàn chiều gàn trưa gàn mai, mai sau mấy em ngồi mà mấy em nín thở mà mấy em niệm được Nam Mô Di Đà mà Phật mà trong cái tâm mấy em mà được dính liền nha, tôi bảo đảm mấy em không buồn ngủ mà không nhức lưng mà không mắc đái luôn. Là lúc đó mình đã được rồi, mấy em cứ đeo đi, bây giờ bỏ hết trơn, vợ bỏ, con bỏ, nhà bỏ luôn, cứ lo niệm Phật. Bởi vì mình dính rồi mà hai nữa mình đã ngồi tại nhà mình đâu, mình nói tiếng bỏ đặng mình lo mình niệm giết á. Bởi vì mình được tâm phát rồi mấy em, trong một nước nhân tài hữu dụng. Ông Trương Hoài hồi xưa ông niệm có 7 ngày nhưng mà ông thành Phật. Ông Trương Hoài 8 vợ nhỏ, 1 vợ lớn, 2 đứa con. Mà ngày khi ra đi tu rồi ngày bỏ hết trơn luôn, ngày chia nửa gia tài cho vợ con. Rồi tiền bạc ruộng vườn ngày bỏ hết trơn, ngày ra ngày tu hiền 6 năm. Mà đến ngày đó ngày thấy vợ con của ngài lỡ đeo ngài, biểu phải về giờ thằng con quá bệnh hoạn, lục tổ ngũ tổ hoàng nhẫn. Rồi ngài không lo, ngài về ngài lo Nam Mô Đà Phật nhờ Phật cứu con thì mới có niệm, chứ chưa buông cái tay xuống là bắt đầu á là chư thần người ta ruộng gió cho vợ con ổng bay về nhà hết trơn. Là ngày đó ổng lên ổng tịnh 7 ngày là ổng thành đạo. Thành đạo là đức ngũ, đức tứ tổ sai người qua kêu ổng về liền đó cưng biết. Về liền ta quá thân ta bay không sướng chết cưng. Mình giờ mình được vậy nó thiệt mấy em. Không có cái gì đổi đâu, cái đó em qua khỏi Diêm Phù rồi, em làm chủ được cái chết rồi. Xuống dưới đức vua nhắc ghế mời ngồi. Thiệt nguyện tiếng. Trọng những ai biết niệm Di Đà. Mà em biết niệm 6 chữ Di Đà, biết niệm là như thế nào không? Em giữ giới mới là biết niệm. Giữ giới là biết niệm đó. Dình với lực, thầy nói rõ ràng em. Dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành không mất. Phật Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hẳn ngờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Là hết năm thìn em tính tới năm gì? Hả? Thành tỷ. Quả thìn này thìn tỷ đoạn thông vậy đó phải không? Thìn tỷ, đinh tỷ sấm nổ thình lình. Nhân dân sao xiết nước mình có vua.
thì hết. Ông bà thớ nói gì? Ừ. Vua là ông. Vua là vua Minh Dương xuất hiện. Vua Minh Dương xuất miệng. Dạ thầy cũng nói mà. Ừ. Thầy cũng nói mà. Vua Minh là gửi chứ cấm là gửi vua Minh cây vàng có nói dạ. Mà. Thầy nói chứ mình nói không được. Nhắc lại thôi, nhắc lại thầy. Mình nhắc lại cái câu văn để cho anh em biết ngày nào sấm nổ. Năm cũng đã chia sẻ với anh em, cũng nói với anh em cộng đồng mạng và anh em đây thì nghe thì hiểu hết. Và thì Quốc Thành rất là cảm ơn mình Năm đã chia sẻ những lời vàng tiếng ngọc như thế cho anh em. Thì bà Quốc Thành thân tâm từ an lạc, đạo quả sớm viên thành, tu hành đến ngày thành công viên mãn. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Tu ơn anh em đã nhiệt tình lo cho đạo. Lo cho đạo nè.